Theo hồ sơ trình thẩm định quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nam quy hoạch hệ thống đường cao tốc, CT, quốc lộ, QL, tuân thủ theo quy hoạch mạng lưới đường bộ Việt Nam thời kỳ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể, về đường cao tốc, tỉnh quy hoạch 4 tuyến gồm trục cao tốc Bắc Nam phía Đông, CT01, tuyến cao tốc Phủ Lý, Hà Nam, Nam Định, CT11, đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, CT39, tuyến cao tốc Hưng Yên Thái Bình, CT16. Trục cao tốc Bắc Nam phía Đông, CT01, hiện đang vận hành. Theo quy hoạch, đoạn cầu rẽ Hà Nội, Cao Bồ, Ninh Bình có chiều dài đoạn qua tỉnh Hà Nam 28,9 km. Giai đoạn năm 2021 đến năm 2030 quy hoạch quy mô 8 làn xe đối với đoạn cầu rẽ Phú Thứ, 6 làn xe đối với đoạn Phú Thứ Ninh Bình. Tuyến có 4 nút giao khác mức liên thông, trong đó đã xây dựng được nút giao Vực Vòng và Liêm Tuyền, nút giao Phú Thứ và Liêm Sơn đang triển khai đầu tư trong giai đoạn năm 2022 đến năm 2025. Cao tốc CT01 qua Phủ Lý, Hà Nam. Ảnh tư liệu, báo Hà Nam. Tuyến cao tốc Phủ Lý, Hà Nam, Nam Định, CT11 được nâng cấp từ quốc lộ 21B, được quy hoạch có quy mô 4 làn xe theo tiêu chuẩn đường cao tốc, bố trí đường song hành, đường gom dọc tuyến. Đoạn qua địa phận tỉnh Hà Nam có đoạn từ Phủ Lý đến địa phận huyện Bình Lục được quy hoạch cao tốc trên cao. Tỉnh dự kiến bố trí một số nút giao khác mức liên thông, nút giao với đường nối hai cao tốc, nút giao với đội tuyển 495B. Về giai đoạn đầu tư, giai đoạn năm 2021 đến năm 2030 đầu tư xây dựng đoạn tuyến Phủ Lý, Hà Nam, thành phố Nam Định, Nam Định dài 25 km. Giai đoạn sau 2030 đầu tư xây dựng đoạn tuyến thành phố Nam Định Xuân Trường, Nam Định dài 25 km. Đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, CT39, đoạn qua Hà Nam có chiều dài khoảng 35,3 km. Trên tuyến quy hoạch 4 nút giao khác mức liên thông bao gồm tại vị trí giao cắt với đường T3, giao cắt với CT01 tại Phú Thứ, giao cắt với đường nối hai cao tốc tại xã Bình Nghĩa và giao cắt với đường cao tốc CT16 tại Thái Hà. Đối với các nút giao khác, trong quá trình thực hiện các quy hoạch cấp thấp hơn sẽ xác định cụ thể hình thức, phạm vi nút giao. Đối với nút giao kết nối với đường QL1, thực hiện đấu nối đường giao bằng giữa đường song hành với QL1 và đường sắt. Tỉnh đề xuất tận dụng tuyến đường QL21B đoạn Chợ Dầu Ba Đa và tuyến nối hai đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình đã xây dựng làm đường song hành và đường gom. Phần đường cao tốc trên cao sẽ được đầu tư trước năm 2030. Tuyến cao tốc Hưng Yên Thái Bình, CT16, đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Nam với chiều dài khoảng 4,5 km, quy mô 4 làn xe dự kiến được đầu tư sau năm 2030. Quy hoạch nút giao liên thông giữa cao tốc CT39, CT16 và đội tuyển 495B tại Thái Hà. Đối với phương án quy hoạch hệ thống đường quốc lộ, tỉnh sẽ nâng cấp, duy tu, bảo trì 7 tuyến hiện hữu gồm QL1, QL1 đoạn tránh thành phố Phủ Lý, QL21, QL21B, QL37B, QL38, QL38B. Phương án quy hoạch 7 đường quốc lộ hiện hữu tại Hà Nam. 1. QL1, cấp 3, 4 làn xe. 2. QL1 đoạn tránh thành phố Phủ Lý, cấp 3 đồng bằng, 4 làn xe. Đầu tư hệ thống đường bên, đường song hành, giải cây xanh, vỉa hè của tuyến đường và hệ thống đường gom. 3. QL21, cấp 3, 2, 6 làn xe. Quy hoạch mới tuyến tránh điểm đầu từ nút giao QL21 với đường đội tuyển 494B,